Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Điệp mắc đau thần kinh tọa. Đau thần kinh tọa là thuật ngữ mô tả tình trạng xuất hiện một cơn đau lan tỏa dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa từ phía dưới lưng, qua hông, mông và xuống mỗi bên chân. Thông thường, tình trạng này chỉ xảy ra ở một bên cơ thể. Cơn đau này thường do thoát vị đĩa đệm gây ra. Khi đó, các đốt sống hoặc ống sống bị hẹp, gây chèn ép một phần của dây thần kinh tọa. Từ đó, tình trạng viêm, đau xảy ra và gây tê dọc xuống bên chân có dây thần kinh bị ảnh hưởng. Sau đây là 5 biến chứng thường gặp của bệnh đau dây thần kinh tọa. Người bệnh nên tham khảo để nhận định đúng mức độ ảnh hưởng của bệnh lý này. 1. Yếu cơ, giảm khả năng vận động. Hiện tượng tắc nghẽn tại vùng thắt lưng khiến dây thần kinh và mạch máu bị chèn ép. Nếu tình trạng chèn ép ngày một nghiêm trọng và kéo dài, máu, oxy và dinh dưỡng không được vận chuyển đến phần dưới của cơ thể, gây ra hiện tượng yếu cơ. 2. Bại liệt. Bại liệt là biến chứng nguy hiểm và trầm trọng nhất. Tình trạng bại liệt do bệnh đau thần kinh tọa thường xuất hiện ở chi dưới, khiến người bệnh không còn khả năng vận động và đi lại. Đây là biến chứng rất nguy hiểm và hầu như không thể phục hồi. 3. Vẹo cột sống. Biến chứng vẹo cột sống thường gặp ở bệnh nhân đau thần kinh tọa do hệ quả của bệnh thoát vị đĩa đệm. Nhân nhầy từ đĩa đệm tràn ra ngoài, gây chèn ép lên rễ thần kinh và các cơ quan xung quanh. Nếu tình trạng thoát vị càng nghiêm trọng, mức độ tổn thương của dây thần kinh tọa sẽ tăng lên. Người bệnh cùng lúc phải hứng chịu cơn đau từ hai bệnh. 4. Hội chứng chùm đuôi ngựa. Hội chứng chùm đuôi ngựa là thuật ngữ y khoa chỉ những triệu chứng do rễ thần kinh bị chèn ép hoặc tổn thương. Người bệnh không thể kiểm soát quá trình tiểu tiện và đại tiện, rối loạn cương dương. 5. Suy nhược cơ thể. Suy nhược cơ thể là hệ quả từ những triệu chứng của bệnh đau thần kinh tọa. Các triệu chứng này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến thể trạng người bệnh suy giảm, mệt mỏi kéo dài, dẫn đến tình trạng suy nhược. Các căn bệnh trên là một trong nhiều căn bệnh xương khớp dễ bị mắc phải hiện nay. Căn bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Hiện nay, phương pháp cấy chỉ các gút đang được nhiều chuyên gia xương khớp đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, không gây ra biến chứng sau này cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.